không có ai hỏi bạn là có vất vả lắm không, nhưng luôn có người hỏi bạn là kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Cuộc sống là vậy đó, người ta chỉ nhìn vào kết quả, còn mình tự gánh cả một quá trình. Làm gì có chỗ dựa nào là mãi mãi đâu. Bất cứ việc gì vẫn cứ phải dựa vào chính bản thân mình, đừng trông chờ vào bất cứ ai. Bởi khi không có ánh sáng, ngay cả cái bóng cũng sẽ rời xa bạn.